Thưa quý vị, nhiễu động trong đới gió đông tiếp tục là tác nhân gây mưa cho các tỉnh miền Bắc trong đêm nay và ngày mai. Trong đó, vùng chịu tác động mạnh nhất của đới gió ẩm này là các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Vì thế, ở đây sẽ có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực đồng bằng ven biển sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30-40mm, có nơi trên 70mm, nên nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp. Càng sâu hơn trong đất liền thì tác động của nhiễu động gió đông càng yếu đi. Vì vậy, ở khu vực các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và cả Sơn La, đêm nay có mưa rào rải rác, nhưng ngày mai có mưa nắng gián đoạn. Do phân bố mưa không đều nên nhiệt độ ở miền Bắc cũng khác nhau. Vùng ven biển các tỉnh đồng bằng mưa nhiều nhất nên nhiệt độ thấp hơn cả, từ 28 đến 30 độ. Các vùng sâu hơn thì nhiệt độ cao từ 30 đến 32 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao từ 31 đến 32 độ. Nhiễu động gió đông cũng ảnh hưởng tới miền Trung, trong đó trọng tâm là khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, khiến cho ba tỉnh này trong đêm nay và ngày mai cũng duy trì tình trạng mây nhiều, có mưa vừa, có nơi mưa to, với vùng mưa vừa, mưa to tập trung nhiều ở ven biển của Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 40mm, cục bộ có nơi cao hơn. Các nơi khác của miền Trung, đêm nay có mưa vài nơi, chiều và tối mai có mưa rải rác, ngày trời nắng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế giao động trong khoảng từ 30 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao từ 32 đến 33 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông vẫn xuất hiện diện rải rác đến nhiều nơi về chiều và tối. Trong đó, ở khu vực Tây Nguyên, mưa rải rác, còn ở Nam Bộ thì diện mưa nhiều nơi. Trong đó, vùng miền Tây Nam Bộ có nơi có mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên vẫn duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Ở Nam Bộ, ngưỡng nhiệt là từ 30 đến 32 độ. Trên biển, dù không khí lạnh chưa về tới nhưng ở vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực còn lại, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc ở mức cấp 5, biển động nhẹ. Còn với khu vực biển phía nam, gió nhẹ nhưng mưa dông thì xuất hiện rải rác khiến cho tầm nhìn xa thấp dưới 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.